Xin chào các bạn, ở video ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn khắc phục cái tình trạng mà khi các bạn cài Facebook thì nó sẽ báo cái lỗi là trắng màn hình ha. Đây, khi mình click chuột phải vô chọn là Run Setup thì nó sẽ báo trắng màn hình. Đấy, chúng ta không thể lựa chọn được các cái option mà để mà cài đặt cho cái phần mềm Facebook đúng không ạ? Đấy, sau khi mà mình run hết vô cái file setup này, mình bấm OK thì nó ra trắng màn hình như thế này. Đó, thì nó không có các option cho mình lựa chọn đúng không ạ? Rồi bây giờ các bạn phải làm sao đúng không? Bây giờ các bạn phải làm sao để fix được cái lỗi này? Thì đầu tiên các bạn cần phải tắt tất cả các cái phần mềm diệt virus nha các bạn ha. Ở đây thì mình sẽ sổ lên cái diệt virus ở cái mục này. Đó, mình sẽ kích đúp chuột vô ha, mình kích đúp chuột vô để nó mở ra cái hộp thoại ở trên. Rồi, đối với cái diệt virus này thì các bạn kích vô, kích đúp chuột vô diệt virus đây ha. Rồi chúng ta sẽ tắt tất cả các cái mục ở trong cái phần diệt virus này. Dạ. Rồi, ở đây thì mình sẽ click chuột vô, kích đúp chuột vô ha. Rồi, tiếp theo thì các bạn kéo chuột xuống cho mình, chọn vào Manage Setting ha. Ở trong cái mục virus các bạn chọn vào Manage Setting. Dạ. Bạn chọn Yes. Rồi tiếp theo ở đây thì các bạn off hết cho tất cả các cái option này cho mình ha. Các bạn off hết tất cả những cái mục mà diệt virus ở trong cái hộp thoại này luôn nha các bạn ha. Để tránh trường hợp mà nó sẽ diệt virus các cái file của chúng ta ha, file cài Facebook của chúng ta. Các bạn off hết đi. Rồi, sau đó thì các bạn close đi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cần vào phần Control Panel ha. Các bạn vào Control Panel để tắt thêm cái diệt virus ở trong này nữa. Rồi, ở đây thì mình sẽ sổ qua icon bên này. Chà, tiếp tục mình sẽ vào setting này ha, system rồi Windows Defender ha. Rồi các bạn chọn vào cho mình đó là tên tên Windows. Tiếp theo các bạn tích hai dấu tích ở dưới turn off cho mình ha. Các bạn tích turn off cho mình. Rồi, ok. Các bạn close đi. Dạ. Rồi, tiếp theo bước quý ở đây quan trọng các bạn kích chuột vô phần SLDIM, các bạn chọn vô và các bạn chọn vô la. Các bạn chọn Roland, sau đó các bạn chọn cho mình ngôn ngữ đó là English ha. Các bạn chọn vào cho mình ngôn ngữ. Rồi, các bạn chọn cho mình ngôn ngữ nhé. Rồi tiếp theo thì các bạn hãy chọn cho mình đó là HTML ha. Rồi các bạn cứ làm theo cái đường dẫn này. Dạ. Rồi ở trong cái hộp thoại này thì các bạn click chuột phải vào từng cái mục ở trên. Các bạn chọn vô Property và chọn Unlock Apply. Ok. Đó, và những cái phần còn lại các bạn làm tương tự, click chuột phải vô, chọn Property, chọn Unlock, chọn Apply, OK. Đó, các bạn làm tương tự cho mình tất cả những cái file ở trong này. Dạ, yeah. Unlock, Apply, OK. Đó, Unlock. Rồi, Unlock, Apply, OK. Các bạn làm tương tự hết tất cả các file ở trong này luôn nha các bạn. Cứ click chuột phải vô và chọn Property. Rồi, Unlock, Apply cho mình. OK cho mình. Rồi, file cuối cùng này. Dạ. Rồi, Apply, OK. Rồi, sau khi mà các bạn là đã chuyển được về các cái hình này xong, các bạn ra cái file setup cho mình. Các bạn chạy cho mình dưới quyền Admin, Run Net ha. Rồi, các bạn chọn Yes. Đó. Thì ở đây, các bạn chọn OK. Không sao nha các bạn, chọn OK. Đó, như vậy thì cái phần mềm đã hiện ra cho chúng ta các cái option để các bạn lựa chọn. Ở đây thì các bạn lựa chọn vào cho mình đó là Next ha. Tiếp theo thì đến cái hộp thoại này thì các bạn cài như bình thường thôi. Ở đây thì các bạn có key nào thì các bạn nhập vào key đó. Ví dụ ở đây mình có key là cho là 3D CAD ha, 3D Design. Thì mình sẽ nhập cái key vào cái mục này. Chưa ạ? Thì mình sẽ nhập cái key vào đây. Rồi tiếp theo, nếu như các bạn có các cái dạng key khác thì các bạn nhập key ha, các bạn tích vô các option này và các bạn nhập key vô. Rồi ở đây mình sẽ chọn là next luôn nha các bạn ha, mình sẽ chọn là next luôn. Đó thì chúng ta sẽ fix cái lỗi này một cách đơn giản thôi, lỗi trắng màn hình nha các bạn. Rồi,
Tiếp theo thì hộp thoại này các bạn là viết cho mình là accept, và ở đây thì mình sẽ chọn vô trend. Ở trong này thì các bạn tích vô các cái option mà các bạn cần là để dùng trong cái phần mềm Sugarwork ha. Các bạn chọn vô các sản phẩm cho mình, sau đó các bạn back to ra ha. Rồi ở đây thì mình chọn install now. Thì đó, quá trình cài đặt nó đã diễn ra rồi nha các bạn ha. Như vậy thì mình đã là hướng dẫn cho các bạn được cái cách để các bạn có thể là fix được cái lỗi trắng màn hình đó. Ở đây thì các bạn chọn cho mình no thank you ha, và tắt cái what new này đi. Các bạn chọn cho mình finish. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video.